Hi everyone, welcome to Tiếng Anh với Dustin and Nhi. Mình đã có nhận được một câu hỏi từ một khán giả là khi nào dùng are you và khi nào dùng do you. Thì mình nghĩ đây là một câu hỏi hay cho nên mình làm cái video này để chỉ ra sự khác nhau của are you và do you. Khi các bạn thấy are hoặc là do nằm đầu câu thì nó là một dạng câu hỏi ở thì hiện tại ha. Are you, nó thường đi với một danh từ còn do you nó thường đi với một động từ. Ví dụ mình hỏi, are you a worker? Bạn có phải là một công nhân không? Thì worker nó là một danh từ. Và hãy cho một ví dụ với do you ha. Ví dụ mình nói là, do you exercise? Bạn có tập thể dục không? Thì exercise nó là một động từ. Nói chung là khi các bạn muốn hỏi bạn có phải là ý tá, bác sĩ, kỹ sư, công nhân hoặc là sinh viên, giáo viên thì các bạn dùng are you. Còn khi các bạn muốn hỏi là bạn ăn không, bạn chạy không, bạn thích không, bạn đi không, bạn đứng không, vân vân thì đó là những động từ thì các bạn dùng do you. Are you nó còn đi với tính từ ví dụ mình hỏi là are you thirsty, bạn khát nữa không? Thirsty ở đây nó là một tính từ ha. Ví dụ của một số tính từ khác như là nice, dễ thương, beautiful, đẹp, good, tốt, sleepy, buồn ngủ. Are you? Nó có thể đi với một động từ nhưng mà động từ đó phải thêm in. Thì đây là thì hiện tại tiếp diễn ha. Ví dụ mình nói, are you sleeping? Bạn đang ngủ hả? Sleep trong trường hợp này là một động từ thì đây là một câu hỏi của thì hiện tại tiếp diễn cho nên mình phải thêm in vào ha. Mình hy vọng cái video ngắn này giúp được một số bạn phân biệt được cách dùng are you và do you. Ok? Do you understand? <laughs> are you good? All right, see you next time.